Ok, suốt đây khi dùng đòn tiện chân sử dụng ngày này cứ dùng nằm to từ mục tiết tiện to từ nằm Merian conditional rendering to job cứ dùng là so tại bậc hệ operator mùi cốt cứ logical and ok logical and là ngay này tiện to nằm logical and này có miền can dùng pra đã tiện to từ nằm bậc hệ nắng cứ à nó cứ ở bên ở dân thôi là can này cứ logical and nó cứ meta bờ sân chỉ về through rồi cả bờ sân chỉ về mình nào thế cứ ở về through cái năng chân từ ok năng tẹt toàn năng bậc logical and là ngay cái dùng pra maintenance hay cái tay dùng pra này thấy cái như tới mà là biết đi cứ ở miền ca chỉ là can này cứ là can năng bờ sân chỉ through mình through bờ sân chỉ mình through cứ mình miền so slash nam hay so thầm mong mẹ ta bờ sân chỉ khi nhưng pra pra nó thân rồi operator cứ khi dân anh chơi ca đã này đã thà bản thân chỉ view for khi dân anh chơi kê chẳng này tại chạy sáng logic bậc hệ logical and vẫn cứ on chẳng thế to tại true bản view anh chơi ca bản thân chỉ on true thế cứ nâu cứ mình cho tập đoàn cứ mình so sạch vậy tới mình so nó sạch sang mình tịnh to thật so ok anh đang bàn chẳng cho nó tại to đằng logical and cứ bàn chẳng nè chẳng nhầm ai đang bằng hai khi dân mình tịnh tới tại to logical and hay nhóm comment chia bậc phê cái hai thà cái lô nhóm mình tích này khác ai chạy lại khi giờ bắt cái nhóm đang trái phục về khác nhóm đặt khơi một cái khác nhóm nợ khơi chào mời sân cái lấy từ xây sân chẳng lấy nhóm xôn cho ca ran tích dán đéo là sao nhóm prapra dán chia phê khách mà đấy chớ hay thầy cái chia sân cứ chia cái này store script ở dưỡng đấy chẳng đều đó cứ đạo hay xem nhập khi dương là mơ đo video thì bây ấy hơi họ đăng thang nhóm cộng phong là gì ấy rồi phía trở những video là nhóm thôi cứ to phiện là hột kể chẳng tâm mơ video conditional rendering phiện môi phiện pi làm vĩnh video nó cứ phiện bởi ấy ok cứ phiện mình chọc ấy chẳng khi dương tâm mơ tất năng vô thà nhóm ba mặt hay là tệ to thân đăng conditional rendering ok nó không react năng ấy chẳng tầm mơ tới ok chẳng nhóm xong mơ là đôi chia tầm là cá refresh ba gãy và top tầm mục tiết cư dân thua ca cho một căn nơi index.tsh đã chia là sẵn trong folder conditional rendering hay nhóm bạn thua ca hai pha nó không app.tsh nhé ok bám chấm chẳng nhóm miền chỉ nam miền chỉ expect từ đấy cứ smart true smart for chẳng tư ok là ở tầm ninh như là for là có toàn bake shop hay cứ miền này trong còi kia này kia này cứ anh cứ for kéo anh cứ true đúng không còi ở pin anh cứ cái bàn bake shop ấy hơi chẳng á nè ok chẳng nhóm xong cho từ lại đi hơi nhóm thưa ca copy paste nhóm thưa ca comment hay ha máu hay nó nhóm nọ tha using logical and operator okay operator này rồi gọi điện sinh nhà này này ok nhóm thích đã sinh nhà ok chẳng tới này chẳng dân tộc mới tha dân tộc ai thưa vì là biệt mệnh chẳng ở đây những ô tô tẹt to tầng lỏng hạt thì mua để dân thưa tăng bị đờm đấy cứ và sân chỉ expect mà rằng trú những ai tránh sinh nhập ca vậy ok chẳng là bằng này vĩnh và tọt đó cứ cái đấy cái nhóm đầu đầy nhóm đã nhà xuống tới chỉ nhà nắng trong đơn phí cứ nộp nắng và tọt đó cứ dân rộp đồ ăn nói chào ok chẳng tẹt to nàng anh ấy cứ viêm mê tập bập bắn năng tê tẹt to là đang chọn năng cứ meta anh ấy to tại space mà năng trú bạn ở trên nhà thịnh tại bản thân chỉ space mà phó cứ ở trên nhà gì đấy bản thân chỉ smart phó cứ ở bên ở return ấy tê cứ ở ngoài đầm miền mấy cứ chẳng ở miền vừa cam lắp đầu tê này self refresh liền khởi chắc anh ấy cứ dân mơ đất đố cho năng ở ngoài là dân ban vừa được nông lùm đi bậc phết if statement cứ dân thua anh thua chẳng ban hay tệ to nó là thân là operator cái dân anh thua chẳng ban ok nàng ấy cứ bị đôi đặc lý nàng ấy cho nó cái tệ to bằng bậc năng hay bởi dân tệ dễ tệ to bằng bậc phết ní đôi chỉ mơ tới dân phơ bằng bàn thế. Ok, dân phơ bằng bàn thế lại này. Dân phơ bàn thế. Cứ bộ ra sao tại dân men tập hết lệ khăn pi bên nào. Bộ lệ khăn bởi dân cứ men tầm mùi tới khi dân lại này. Cứ lệ khăn bởi dân men tầm mùi thế. Cứ to tạt rút bằng thơ ca. Bởi dân chỉ phó men ở thơ ấy thế. Ok. Chẳng cái này cái dân phơ ở cả nhưng cái thật phơ ở cả. Mình thật phơ bằng. Chẳng ở bàn thang kia bởi cao tập hết conditional cứ trán miền tập hết thân rồi operator các khi dân anh phơ ca bảo ban tẹo tông tần đằng tập hết if else các khi dân anh phơ ca bảo ban bản ta tẹo tông logical đấy cứ phía trán cứ dân bảo đá đậm bay dân bảo đá nộp về đại dân cách tha tần đấy ảnh nào là chẳng ai thầm anh nào được anh define chẳng tới chẳng bản thân thì dân thưa ca đã nắng tham to tần lấy được và hai mau lên lên nó để có mình ăn thì phát mình dân ao cho việc thưa ca chẳng từ anh đang tẹt toàn là bài mình chẳng á cái gì ok dân ai thưa trẻ bạn nhưng cất tha là biếm đi ai thưa trẻ bạn nè dân ai thưa trẻ từ nè và sân chỉ expect smart tại oh chọc anh ấy cứ tỏ smart true chân anh ấy dừng tại smart for trở tới ok chọc anh ấy cho mấy cái for element is not a sign type for yes chọc xong rồi xong type boolean is not a sign to type react element ok anh ấy cấp bất nhân còn là thôi chậm cấp bất tỏ như là các đau trở tiếp bàn cao tất nhiên này tỏ thôi chạy tới bàn cao pro là gian tại vì men tập hệ return default tỏ đấy cứ dừng return fragment thực tế chẳng dừng nó đấy dừng bảo chỉ expression nó hay dừng sẽ bảo version thì to tại expect nắng mình smart nâng trú bạn nhầm oi bậc hai nơi là này tại version thì smart nâng trú cứ thực tế hay dừng khởi nâng này anh bạn chẳng chờ nó cái chia tịnh lịch ở dân thử ở miền bập hết được nhiều chẳng đái nè chẳng tẹt to năng bập hết expect bập hết ở cái ta logical and operator nó cứ via miền chậm đợi sầm khan lại nằm mũi đài cứ dân là bay cao việc luôn tha to tẹt tận này nó via bản na rồi mình undefined và những ai bị thập bơ ca tại bản thân thì ở việc undefined cứ những ai bị làm lòn từ ai thập bơ ifsen từ bản tay nó đấy cứ chiều vậy là ở những kho bìa vậy dùng giấy cứ mình ta lấy to tập for nhưng mà này ở trên đó và dần chỉ true nhưng ở trên này trên mình ta tận ở bập hết ai thấp lại via true hay cứ việc cho hay cứ dân ọt trong bằng hai mà tí đây chứ dân trong bằng hai ta bập hết ai thấm nó tại việc toàn việc chọc hơi là bởi ai cam mà co số việc chọc chứ cái này ok chắc là nó cứ dân đã móc dân còn đã được nhà bên nơi mình muốn nhưng mình chẳng bắt được xe chơi đấy các bạn đi trong xe chơi các bạn này nhưng sẽ chạy các bạn này smart for chấm hai bản thân như smart for thua ca chạy từ nhưng trong phương trong các bạn vận tải phương trong việc xây với anh phải khởi nhận xây đòn chấm nhưng các bạn đã chạy mặn mà hai bạn này đã xin nhau tiền tới việc tôi kia bản thân chỉ đang là khăn các chị trú đã xin nhau tiền việc khai chỉ for auto mình tịch ok anh đang bàn chẳng thì là ngày hay nhâm cất tha tệ tôn đơn lơ bọc hết logical and ấy cứ nhom cái tham mía mới được bắn thằng hai à phải nhom ban giấy tẹt to thằng tịnh định mấy cứ nhom ban giấy ở hai tẹt to nó cứ thị trấn cái thua nằm bay chạy nằm bay cà pia gặp oi tha viên nào đấy nơi thua render viên chẳng nè ô thọ tha ở bậc hệ tận đấy bộ năng cứ ô thọ tha bộ năng tận đấy thì không chỉ li ok chỉ array chẳng nè bàn tay chẹt đấy nó phơi là bao máu mình array phần năng bao máu nào chẳng từ tần chân tới về dân vô tần nãy đến từ map tập ra trong map function cứ error mong beta tần nãy đến viên mình chịu function phòng hay mạch bọc ra map cỡ ok anh đang bị phanh hai error này nè chắc là nó cứ đập bay cao việc luôn từ này đang tha to tại tần nãy được bọc hết chia viên mình nào to từ đây t chắc là mình ở vừa ca to tiện chẳng nó phân tách tua ở đây t cả vị từ render đây việc vừa cả loop đây từ sao bây giờ render ok ở đây có những ai trao ra màu về chi tiết cứ những ai đặt nhà xuống nó bị một mẹ bị chấm tới tầm bay bị chia thao nắng to tại vía bình nát và ơi vừa cả tay vào sân viên nát và chụp ok anh nắng យើងអាចធ្វើអញ្ចឹងបានអូខេហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងអូខេថ្ងៃហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងអរគុណច្រើនគ្នាយើងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការ commit code បន្តិចសិនហើយបើសិនជាគ្នាយើងមានចំណងកន្លែងណាគ្នាអាចធ្វើការសួរបន្ថែមនៅក្នុង comment បាត់ខាងក្រោមអូខេឥឡូវខ្ញុំសម្បត្តិ server បន្តិចខ្ញុំគិត setter មើលបន្តិចអូខេខ្ញុំបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងfile index.tsx នៅក្នុង folder conditional rendering អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ git add git commit ដាក់ជា message មួយសិនខ្ញុំដាក់ថាខ្ញុំបានធ្វើការ add អីគេ add logical and operator to conditional rendering អូខេចាំចុះគិតថាមិនដែរថាដល់ហ្នឹងគឺយ៉ាងអូខេ conditional rendering ហ្នឹងហើយ enter ទៅអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ pull តិចសិនតែខ្ញុំមានអីថ្មីមើលទៅជាអត់មានទេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ get post origin អូខេ origin ទៅ main តែម្ដងអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងចូលមើល GitHub refresh បើបន្តិចឃើញថាបានចូលហើយនេះអូខេអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងហើយអរគុណរៀងច្រើនមែនតើដែលចំណាយពេលវេលាមករៀនជាមួយខ្ញុំហ្នឹងហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណច្រើនហើយបើសិនជាក្នុងវីដេអូនេះវាមានកំហុសឆ្គងនៅក្នុងការរៀនវាមានកំហុសឆ្គងកើតឡើងដោយអចេតនាក៏សូមមេត្តាឲ្យអធិស្ឋានហើយបើសិនជាជាការបញ្យលវាមិនច្បាស់កន្លែងណាមួយក៏សូមអធិស្ឋានដូចគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណច្រើនជម្រាបលារាត្រីសុខសប្បាយបាយ